Chào các bạn, hôm nay thì Teacher VN sẽ quay trở lại với các bạn với bài 4 của quyển giáo trình Hán ngữ 1. Và đây là quyển tập viết mà chúng ta sử dụng trong quá trình học. Bây giờ các bạn sẽ viết các cái từ mới của bài 4 này của mình. Thứ nhất, đó là số 2, thì các bạn viết như sau. Đầu tiên bạn gạch cho mình hai gạch ngắn, dài, và cái này bạn đọc là gì? Là nhị, là số 2. Để đọc một chữ này, đầu lưỡi bạn cuộn rồi mới để ấn nha, đầu lưỡi cuộn lại rồi mới để ấn. Ơ là số 2. Tiếp tục, thế nếu mà viết số 3 thì tay đi theo quy định này, dài ngắn dài, cái này bạn đọc là gì? Sang là 3, có người gọi là tang, dài ngắn và cái nét dưới cùng là dài nhất. Số 3 bạn đọc là gì? Sang là số 3. Và bây giờ chúng ta đi tiếp sang số 4. Số 4 ta cần phải làm như sau: vẽ một cái hình thang, sau đó bạn viết bộ nhi bên trong, đóng lại. Cái này bạn đọc là sự, ở việc gọi là tứ, hay còn gọi là số 4. Cái bộ bên ngoài, người ta gọi bộ này là bộ gì? Bộ khẩu. Khẩu là cái gì? Cái miệng. Có bạn mới hỏi tôi là thế bộ khẩu khác gì bộ vi? Vi nó viết như này, như này gọi là vi nhá. Nhìn nó vuông thành sắc cạnh ở trong cái chữ quốc ấy. Đó. Thế còn khẩu là gì? Nó méo mó, nó giống như cái bộ, nó giống như là hình thang ấy, đúng không ạ? Thế bên trong của bộ khẩu đấy là bộ gì? Bộ này người ta là bộ gì? Bộ nhi. Nhi ở đứa trẻ, tiếng Trung đọc là ở. Ở là đứa trẻ. Bạn đọc nhé. Ờ. Đầu lưỡi cuộn lại rồi mới để ấn. Ờ. Đó là nhi là đứa trẻ. Bên ngoài là bộ khẩu, bên trong bộ nhi. Bạn tạo ra là chữ số 4 và đọc là sự là số 4. Người Trung Quốc không thích số 4, bởi đọc chảy ra là sử là chết, người ta không thích số 4 nha. Chúng ta đi tiếp. Ở thì mình vừa dạy các bạn rồi, bây giờ ta sang chữ chim thiê. Chữ chim thì âm tiếng Việt nó là chữ kim, đương kim hoàng đế, hoàng đế của ngày hôm nay. Thì cái chữ kim ấy, đầu tiên là có bộ gì? Bộ nhân ạ. Sau đó bộ gì? Nét chấm á. Sau đó ất nó từ buổi bài 1 giờ là chúng ta qua biến thể rồi. Chữ chim thiên, thiên ngắn này, dài trái phải, cái này là thiên đấy. Chim thiên ở nguyên là chữ thiên, chồng đánh mình chạy đầu ngõ mình kêu thiên à xin này nó cũng oanh mới ngủ hàng xóm mỗi lần. Thiên tức là trời, đúng không? Chim thiên sinh chi chỉ, hôm nay thứ mấy, biết rồi. Sau khi chúng ta giải quyết xong từ chim thiên, tức là ngày hôm nay, thì chúng ta chuyển sang từ chúa thiên. Chúa thiên có nghĩa là ngày hôm qua. Đầu tiên bạn có bộ gì? Bộ nhật. Bên cạnh bạn có bộ gì? Bộ trác. Cái này bạn đọc là chúa, bằng việc gọi là chữ tác. Nhật có nghĩa là gì? Nhật có nghĩa là mặt trời. Trác là chỉ phát âm của nó. Bao giờ cũng thế, trong những từ có liên quan thời gian nó hay xuất hiện bộ nhật và bộ nguyệt, bởi vì người Trung Quốc người ta lấy mặt trời và mặt trăng là đơn vị để tính thời gian. Còn phần đằng sau này là chỉ về phát âm một chữ chua. Chữ thiên thì các bạn vừa mới học rồi. Thiên này có nghĩa là thiên ấy, đúng không? Chi thiên là hôm nay và chúa thiên là ngày hôm qua. Kế đến ta có một cái từ nữa là từ xế xiếc. Xế thì đầu tiên bạn viết thế nào? Ba chấm thủy, bộ mịch, ất móc gạch ngang. Xế này có nghĩa là gì? Học. Học thì làm sao? Vã mồ hôi ra. Ba chấm thủy. Tiếp theo bộ gì? Bộ mịch. Mịch là giải lụa sợi tơ. Sau đó bạn có bộ gì? Bộ ất này, móc này, gạch ngang và tử. Đây là biểu tượng đứa trẻ còn trong tã. Thành trẻ con quấn cái khăn lụa vá mồ hôi ra, tức là nó làm ra đang xế, đang học. Thế còn chữ xẹo, bộ mộc này, chấm đầu này, phụ này, thế này bạn đọc là gì? Xẹo. Và nghĩa là chữ gì? Chữ hiệu. Xế xẹo có nghĩa là trường học. Trường học được xây bằng gì? Bằng mộc. Mộc là cái gì? Cái gỗ. Đằng sau chấm đầu dưới bộ phụ và tạo ra chữ này chữ giao. Giao thông, giao nhận.
trường được làm bằng gì? Bằng gỗ. Con đi học và bố phải ra rất nhiều tiền cho cô giáo, đúng không? Cái hiện tượng mà đi vào các trường mà bộ giáo mà bố phải đóng đến 2.000 đô cho cô giáo, đúng không? Xế xẹo có nghĩa là trường học. Tôi về trường học, bạn nói sao? Ồ, khuấy xế xẹo. Từ kế tiếp, mình muốn hướng dẫn cho các bạn, đó chính là từ ủa. Ủa có nghĩa là tôi. Tôi thì các bạn viết thế nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như này là ủa này. Ở đây gọi là ngại. Tức là cái bản ngã, cái tôi của mình. Cứ 7 nét là ra được chữ gì? Chữ ủa. Thêm một chữ kế tiếp, bạn cần quan tâm đó là gì? Từ khuấy. Như này gọi là khuấy. Các bạn viết gọi là gì? Hồi. Hồi hương ấy, là về ấy. Thì gồm bộ gì? Hai bộ khẩu chui lập với nhau nhá. Thì là chữ khuấy. Khuấy tức là về. Thế tôi về trường học mà ủa khuấy thêm từ xế xẹo. Đúng không? Một ra, thế là xong. Ủa khuấy xế xẹo tức là tôi về trường học. Tiếp tục ta có một từ khác, đó là từ xin chi. Xin chi có nghĩa là gì? Tuần lễ. Chữ sinh hoạt làm như sao? Nhật. Sinh. Cái này bạn đọc là sinh nhỉ? Và người Việt nói là chữ tinh. Tức là ngôi sao, tinh kỳ đấy. Và trên bạn có một gì? Cụ Nhật. Bên dưới bạn có chữ gì? Chữ này người ta có chữ gì? Chữ sinh. Sinh con. Sinh chi tức là tuần lễ. Chữ chi thì đằng trước bạn có cụ gì? Cụ kỳ. Đằng sau bạn có cụ gì? Cụ nguyệt. Chi còn nữa là chữ kỳ. Thì chữ chi này thì đầu tiên là bộ gì? Bộ kỳ. Kỳ này. Đó. Đằng sau là bộ gì? Bộ nguyệt. Nguyệt có nghĩa là ánh trăng. Chúng ta có thể thiết cấu một câu là chín thiên sinh chi chỉ, hôm nay là thứ mấy? Chín thiên sinh chi ạ, hôm nay thứ ba. Ví dụ thế, đúng không? Một từ kế tiếp mình muốn hướng dẫn các bạn, đó là từ nặng. Từ này có rất nhiều biến thể. Thứ nhất nhé, biến thể thứ nhất đầu tiên đó là thế này: đào nhị liễu. Nặng này có nghĩa là kia. Ví dụ nặng là gì? Kia là cái gì, đúng không? Thế nhưng mà lại còn có một cái từ khác vẫn thế này nhé: đào nhị liễu, và có thêm bụi nhi viết riêng ra thì đó là gì? Nặng thì có nghĩa là chỗ đó. Ví dụ của truy nặng, tôi đi đến chỗ đó. Thế nhưng mà đây nó tiếp tục, nó có bộ khẩu đằng trước. Khẩu đá bị liễu. Thì lại có nghĩa là gì? Nả. Có nghĩa là nào. Nì chư nả vợ, bạn ăn cái nào. Thế nhưng mà bây giờ lại nghĩ tiếp một cái dạng biến thể nữa. Khẩu đá bị liễu, bộ nhi viết riêng ra. Nả này có nghĩa là gì? Ở đâu. Nì chư nả, bạn đi đâu. Ví dụ như thế này, bạn thiết kế cả câu nhé. Nì chi nạ, nì này. Chi nạ. Tức là gì? Bạn đi đâu? Nạ ở kia, nạ là gì? Có bộ nhi, nọ. Đồng lưỡi bộ này, nọ. Của chi nạ, tôi đi đến chỗ đó. Nạ là cái nào? Không bóng lưỡi nhé. Nì chư nạ cơ, bạn ăn thế nào? Nhưng mà nọ thì lại là có nghĩa là ở đâu. Nì chi nọ, bạn đi đâu. Các bạn chú ý, nó có rất nhiều biến thể khác nhau. Một chữ kế tiếp mình hướng dẫn các bạn, đó là từ chợ. Chợ thì gồm có bộ gì? Bộ văn này. Ở ngoài bạn có bộ gì? Bộ quay xước. Chợ có nghĩa là đây. Các bộ hợp thành của nó, bộ này là bộ gì? Bộ văn này. Bên ngoài là chấm ngang viết số 3 và 7 sao. Là bộ xước, bên ngoài là bộ quay xước. Ví dụ chưa sơ sở mặt, đây là cái gì? Ví dụ thế. Bạn thiết kế một câu nhé. Chưa sơ sở mặt. Chưa sơ sở mặt. Cái gì? Chưa sơ sở mặt, đây là cái gì? Nhận thất nhân đứng thập phẩy tư. Ví dụ đây là sách thì nói chưa sư su. Chưa sư su, một giá sách, hai giá sách, kệ giá sách, con một sách. Hết câu. Chưa sư su, đây là sách. Ví dụ thế.
Vừa rồi tao có hỏi một cái từ trợ là đây. Thế nhưng mà ở chỗ này thì đọc con lưỡi là trợ và có thêm bộ nhi. Các bạn nhìn nhá. Đầu tiên nó vẫn là cái bộ văn này, đúng chưa? Ở ngoài vẫn là bộ quai xước, nhưng nó sẽ thêm bộ nhi như này. Trợ. Tức là chỗ này. Chỗ này. Các bạn có thể thiết kế một câu ví dụ như là của trai trợ, tôi ở đây. Của nhá. Trại. Của trai trợ. Tôi ở đây, của là tôi này. Trại là tại. Trợ là chỗ này. Chữ trại thì làm nào? Ngang phẩy sổ. Ở trong bộ gì? Bộ thổ. Tức là đất. Trại là làm việc là chữ tại. Ung dung tự tại, đó chính là chữ tại này. Của trai trợ, tôi ở đây. Chúng ta đi tiếp, ta có một cái từ khác. Đó là từ cung nhuyễn. Chữ cung các bạn biết như sau: bộ bát và dưới bộ tư. Các bạn đọc là chữ cung. Ở bản viết của nó là chữ tâm. Bát là xuống ấy, số 8. Ở dưới bộ tư là gì? Riêng tư. Cái này gọi là riêng tư. Công này là công an, công viên, công ty, công cộng. Bạn đều dùng được hết. Thế còn chữ kén bạn làm như sau? Như này. Cái này bạn đọc là kén. Kén là gì? Kén là chữ viên. Chữ viên thì bên ngoài bộ gì? Bộ này là bộ vi nhé. Chu vi, vuông thành sắc cạnh giống như chữ nhật. Còn bên trong có bộ gì? Bộ nguyên nhé. Nguyên này có nghĩa là gì? Là tiền. Công viên thì có gì? Có từ bao vây, bộ vi xung quanh. Và vào công viên thì làm sao? Phải mất 3.000, công viên lớn nhất, đúng không? Và công viên là phải mất tiền. Công viên. Nì trị công viên mà. Bạn có đi công viên không? Ủa bú trị công viên. Tôi không đi công viên. Ủa trị công viên, tôi đi công viên rồi. Ví dụ như thế. Cái từ cuối cùng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ học cùng với nhau đó là từ Thiên An Môn. Thiên An Môn tức là Thiên An Môn. Các bạn biết của mình nhá. Chữ thiên thì mình học rồi, đúng không? À, trên là ngắn, dưới dài một chút, trái phải. Chữ này bạn đọc là gì? Thiên. Nói về là chữ thiên. Ok. Chữ An thì làm nào? Đầu tiên bạn có bộ gì? Bộ nguyên. Ở dưới bộ gì? Bộ nữ. Cái này bạn đọc là An. Nghĩa tiếng Việt là An luôn. Miên là gì? Miên là cái mái nhà. Nữ là gì? Nữ là đàn bà. Quan niệm người xưa, dưới mái nhà có người phụ nữ thì mới yên ổn. Thế còn chữ mẫn thì làm được như thế này. Mẫn. Mẫn là môn, hay còn gọi là cái cửa. Nì trị thiên an mẫn mà. Bạn đi thiên an môn không? Ủa cú trị thiên an mẫn. Tôi không đi thiên an môn. Anh ta đi thiên an môn rồi nói nào. Tha trì thiên an mẫn lâm. Tha là anh ta. Trì thiên an mẫn lâm. Kết câu. Đây là có một cái từ này. Ất móc. Nó không có cái ngang được thành một từ. Mà nó sẽ là chữ. Gọi là chữ liệu. Nó có thể đứng độc lập làm một chữ được. Còn bộ liệu thì cái này gọi là bộ liệu này. Bộ liệu này. Còn đây là chữ liệu. Nó độc lập là một chữ được. Nó dịch trên viên mình là rồi. Ui. Tha trì thiên an mẫn lợ. Tha tức là gì? Anh ta. Trì là đi. Thiên an mẫn lợ. Tức là anh ta đi thiên an môn rồi. Thế cái tên lơ này nó có mấy tác dụng. Nó có thể nói là một việc đã xong. Ví dụ của chư pha là tuần cơm rồi. Nó còn có một ý đồ khác là nó nói về cái việc là chuyển ngoặt, làm xong việc này để chuyển sang việc kia. Ủa chưa pha nữa, chưa truy hoãn. Tôi ăn cơm xong rồi thì đi chơi. Tức là nó chuyển ngoặt từ việc A sang việc B thì nó cũng có thể dùng chữ lơ ở giữa. Còn nếu mà nó đặt lơ ở cuối câu, ví dụ như ủa chưa pha nữa thì thường là nói việc đã xong rồi, dứt điểm rồi. À, trên đây thì tiếng Trung trường VN vừa hướng dẫn cho các bạn dứt điểm cái bài số 4 của giáo trình Hán ngữ. Tập 1 trong bộ 6 tập. Việc các bạn về nhà này, viết bài khóa cho nó nhớ đi. À, chụp ảnh up lên nhóm, bài tập làm xong cũng chụp ảnh up lên nhóm học tiếng Trung online. Phần bài khóa đấy các bạn phải đọc, ghi âm lại xong rồi up lên trên Facebook để tôi chấm điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong bài 5, bài 6 và các bài kế tiếp. Tiếng Trung chấm VN chúc bạn học tiếng Trung thành công.
Chào các bạn, hôm nay Tiếng Trung trên VN sẽ quay trở lại cùng với các bạn với bài 4 giáo trình Hán ngữ 1. Bước 1, các bạn sẽ dở phần phát âm và đọc cùng với mình. Z, các bạn đọc giống như chờ nhẹ trong tiếng Việt của chúng ta. Các bạn cũng bắt đầu tập chữ, 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 chữ. Âm này được coi là âm đầu lưỡi. Đầu lưỡi các bạn cắm vào mặt sau răng trên. Chữ, 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 chữ. Chữ C thì thẳng lưỡi bật hơi vị trí. Chữ C thì các bạn để đầu lưỡi vẫn cắm vào mặt sau răng trên nhưng mà luồng hơi đẩy ra rất là mạnh. Bắt đầu tập chữ C cùng mình. Sư, 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 sư. SC thì giống Việt Nam mình. Sư, 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 sư. Về các bạn sang vần vận mẫu. Y, ơ, oa, ua, oai, uây, oan, uân, oang, uân. Tiếp theo các bạn chuyển sang phần bảng ghép. Z đọc giống trở nhẹ. Cha, chưa, chư, trai, chây, chào, châu, chan, chân, trang, chân, trung. Chữ C thẳng lưỡi bật hơi vị trí đầu lưỡi cắm vào mặt sau răng trên đá ra. Cha, chưa, sư, chai, chao, châu, chan, chân, trang, chân, trung. SC giống Việt Nam. Sa, xưa, sư, sai, sao, sâu, san, sân, sang, sân, sung. Bảng ghép số 2. Chu, chua, chây, choan, chuân. C bật. Chu, chua, chây, choan, chuân. SC giống Việt Nam. Su, xua, xuây, xoan, xuân. Chữ giờ các bạn đọc thành chữ tờ. Tua, tuây, toan, tuân. Tờ đọc thành thờ. Thua, thuây, thoan, thuân. N và L giữ nguyên. Nua, noan, lua, loan, luân. Chữ G đọc thành chữ cờ. Qua, cua, quai, quây, quan, quân, quang. Chữ K các bạn nhớ bật hơi. Khoảng, khua, khoai, khuây, khoan, khuân, khoang. Chữ H nhẹ nhàng. Khoa, khua, khoai, khuây, khoan, khuân, khoang. W. Wa, ua, oai, quây, quan, quân, quang, quân. Sau khi mà chúng ta xử lý xong phần phát âm thì chúng ta sẽ quay sang phần từ mới. Ở trang 27, các bạn luyện cùng mình. Xin thiên, thiên, chúa thiên, xin chi, xin chi y, xin chi ơ, xin chi san, xin chi sự, xin chi ủ, xin chi liệu, xin chi thiên, chỉ ơ, san, sự, nở, nở, trợ, ủa, huấy, xế chạo, trai chẹn, cung, yến, thiên, an, mấn. Kế tiếp các bạn sẽ về phần bài khóa, đọc và dịch cùng mình. Chin thiên sinh chi chỉ, chin thiên là hôm nay, sinh chi chỉ là thứ mấy. Chin thiên sinh chi ở, hôm nay là thứ ba. Nǐ qù nǎ, bạn đi đâu thế? Wǒ qù tiān an mén, tôi đi Thiên An Môn. Nǐ qù bú qù, bạn đi hay không đi? Wǒ bú qù, tôi không đi. Wǒ huí xuế xiào, tôi về trường học. Zài jiàn, tạm biệt, tạm biệt. Chúng ta quay lại phần từ mới để đặt câu. Chín thiên sinh chi chỉ, hôm nay là thứ mấy? Đồng thời các bạn viết luôn câu đó ra nha, bằng chữ Hán để cho nhớ chữ luôn. Chín thiên sinh chi thiên, hôm nay chủ nhật. Của chủy Quảng Châu y thiên, tôi đi Quảng Châu một ngày. Chúa thiên nỉ chủy nả, hôm qua bạn đi đâu? Chúa thiên của chủy Thiên An Mấn, hôm qua tôi đi Thiên An Môn. Sinh chi tức là tuần lễ. Một tuần lễ các bạn nói là ý cơ sinh chi. Của chủy Quảng Châu ý cơ sinh chi, tôi đi Quảng Châu một tuần. Các thứ trong một tuần. Xin chi y, xin chi ở, xin chi san, xin chi sư, xin chi ủ, xin chi liệu, xin chi thiên. Điều đặc biệt là người Trung Quốc bắt đầu từ thứ 1, Việt Nam từ thứ 2. Vì vậy khi chúng ta nói thứ 2 thì chuyển sang tiếng Trung Quốc chúng ta phải lùi lại là xin chi y. Tương tự như vậy, khi ta nói thứ 7 thì lùi sang tiếng Trung Quốc bạn phải nói là xin chi liệu. Chỉ có nghĩa là mấy. Chín thiên xin chi chỉ, hôm nay thứ mấy. Chín thiên sinh chi ủ, hôm nay thứ 6. Các con số ơ là số 2, san là số 3, sư số 4, nả là ở đâu. Khi cong có chữ R đầu lưỡi các bạn cong lại cái thúc âm thì nó có nghĩa là ở đâu. Nǐ qù nǎ, bạn đi đâu thế? Wǒ qù nǎ, tôi đi đến chỗ đó. Zhè là đây. Wǒ zài zhè, tôi ở đây. Huí là về. Wǒ huí xuế xiào, tôi về trường học. Zài jiàn, tạm biệt. Nǐ qù gōng yuán ma, bạn đi công viên không? Thiên An Mấn, tức là Thiên An Môn. Ủa bú trùy Thiên An Mấn, tôi không đi Thiên An Môn. Bước kế tiếp, các bạn sang phần này gọi là phần âm ớ khoa. Âm này là âm lấy từ Bắc Kinh lên. Để làm tiếng phổ thông, nên là nó hay có cái bộ nhi như thế. Và đầu lưỡi các bạn phải cong lại cái kết thúc âm nhé. Các bạn cùng luyện này.
Họa là bức tranh, nọ là ở đâu, quá là đi chơi đấy. Bước kế tiếp chúng ta sang phần bài tập. Khi có chữ R đầu lưỡi cong lại khi kết thúc âm này. Ở là nhi ở đứa trẻ. Ở là số 2. San 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 san. San san là số 3. Sư 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 sư. Sư là số 4. Na 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 na. Nọ nọ. Nọ là chỗ đó, còn nọ là ở đâu. Ủa có nghĩa là tôi. Khuấy 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 khuấy. Khuấy khuấy có nghĩa là về. Xuế 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 xuế. Xuế xuế có nghĩa là học. Xiao 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 xiao. Xuế xiao là trường học. Ủa bú chỉ xuế xiao. Tôi không đi trường học. Z đọc như trở nhẹ. Chữ 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 chữ. Chữ chữ. Chữ là từ đứa trẻ. Chữ là tự là chữ viết. Ở chữ đứa con. Ở sử 20. Ở chi. Ở chi là cái máy trợ thính. Ở tua cái tai. Ở bảy 200. Truy nã đi chỗ đó. Truy nã đi đằng, truy nã là đi đâu, còn truy nã đi đến chỗ đó. Khoa khoa vẽ tranh. Ý xạ một chút một lát. Hào hoán rất là vui, chơi vui. Chơi bèn khấn hào hoán ở đây chơi rất là vui. Phân biệt âm và thanh điệu. Chá cha sa chứa chữa sửa chữ chữ sự chú chu su chản chan san chang chang sang trần chân sân chân chấn sân chữ điển chữ điển sư điển sư thiên trai chen trải tiền xen trại bỉ sạn chủ của chu trình trải sợ trai trợ su tụ tỳ thú giá trị trái nấng chân tử xuân tử sung xính sung xin chúa thiên chúa ụ chúa ỷ chúa dệ chan chia chân chia san bụ quý sản truy khẩu suy khẩu tá xảo bá xảo. Phần nhận biết tập đọc chữ Hán các bạn phải tự mà làm kiểm tra lại với cả cái phần nội dung từ mới ấy, các bạn sẽ tìm ra cách đọc. Còn nếu mà trường hợp cả xem cả từ mới rồi mà vẫn không đọc được thì lúc đấy mới xét với cái đáp án của tôi đây. Chín thiên hôm nay, mính thiên ngày mai, sinh chi chỉ thứ mấy, nó ở đâu, nó chỗ đó, mính thiên chuyện ngày mai gặp, trai chuyện tạm biệt, truy nã là đi đâu, truy nã đi đến chỗ đó, truy yến kháng đi ngân hàng, truy yếu trí đi bưu điện, truy xuế xẹo đi trường học, truy cung nguyễn. Sinh chi, sinh chi ơ, sinh chi san, sinh chi sư, sinh chi ủ, sinh chi liệu, sinh chi thiên. Nì truy nả, ổ khuấy xuế xeo, nì khuấy bù khuấy, ổ bù khuấy, ổ truy thiên an mấn, trai chèn, trai chèn. Phần 5, hoàn chứng hội họa, hoàn thành hội thoại. Nì truy nả, ổ truy thiên an mấn, nì truy bù truy, ổ bù truy, ổ khuấy xuế xeo, trai chèn, trai chèn. Nǐ qù nǎ, wǒ qù tiān nān mén. Nǐ qù bú qù, wǒ bú qù, wǒ huí jiā. Tôi về nhà. Zài jiàn, zài jiàn. Sau phần hội thoại giao tiếp, bài 6. Wǒ wěn nǐ mén huí dǎ hǎo ma? Tôi hỏi các bạn giả nhời được không? Hǎo, được. Tuì bú tuì, đúng hay không đúng? Tuì là đúng rồi. Tùng lơ ma, hiểu chưa? Tùng lơ, hiểu rồi. Qǐ wěn bān gōng lǒu zài nǎo? Xin hỏi, văn phòng ở đâu? Zài nǎo, ở chỗ đó. Xiè xiè, cảm ơn. Bú khờ chi, đừng khách khí. Chín thiên sinh chi chỉ, hôm nay thứ mấy? Chín thiên sinh chi, hôm nay thứ hai. Nì chùy nà, bạn đi đâu thế? Ủa chùy thiên an mến, tôi đi thiên an môn. Nì chùy nà, bạn đi đâu thế? Ủa chùy cù cung, tôi đi cố cung. Cố cung là nơi vua ở. Là đằng sau, từ ở trong bên trong một từ cấm thành ấy, đằng sau của trường thiên an môn ấy. Trên đây tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn dứt điểm cho các bạn bài số 3 của giáo trình Hán ngữ 1, việc các bạn là về nội dung từ mới và bài khóa đọc lại bài 4. Vừa rồi là tôi hướng dẫn xong các bạn bài 4 thì từ mới bài khóa đọc lại qua đọc lại 5 lần. Lần thứ 6 up YouTube, gửi link vào trong nhóm học tiếng Trung online để tôi sửa. Bài khóa thì viết chính tả từng câu một, bật cái đĩa mà tiếng Trung.vn đã bán cho các bạn đấy thì các bạn sẽ bật nó lên nghe và viết chính tả từng câu một.
và chụp ảnh cái bài viết đấy nộp cho tôi. Bài tập của bài 4 cũng làm tất đi. Sau đó kiểm tra đáp án của tôi. Bài 5 thì các bạn tập viết trước, sử dụng cái quyển tập viết, viết trước đi. Thì đến buổi sau là chúng ta bắt đầu viết vào bài 5 thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho các bạn. Đấy. Có một số bạn cứ có ý kiến với tôi là sao em không tìm thấy bài 3 mà bài 4 là có mà không thấy tìm thấy bài 3, bài 5 có mà không tìm thấy bài 6. Là bởi vì là bạn chưa đăng ký đóng phí vào lớp học tiếng Trung online. Bởi vì tất cả các bạn mà đã đăng ký đóng phí học lớp tiếng Trung online thì mới có thể nhìn thấy hết toàn bộ từ bài 1 cho đến bài 15. Hoặc sau này là lên đến quyển 2. Chứ còn các bạn mà không chưa đóng phí thì tất nhiên là YouTube họ để cái chế độ link là không nhìn thấy. Tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.